Đại thắng Syria, đội tuyển Việt Nam được FIFA tặng quà bất ngờ, huấn luyện viên Truce được tầng bốc lên mây. Xét về mặt thứ hạng FIFA, đội tuyển Syria vượt trội hoàn toàn so với Hồng Kông, hạng 147. Vì thế, giới chuyên môn đánh giá thầy trò ông Truce sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu tại sân Thiên Trường. Tuy nhiên, điều ngược lại đã diễn ra, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc đầy sự ăn ý hơn trong trận gặp Hồng Kông, đặc biệt là các vị trí trên hàng công có được sự kết nối và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Và Phạm Tuấn Hải là người đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 1-0. Với thắng lợi này, đoàn quân áo đỏ được cộng 5,13 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Dự kiến, trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ leo lên 2 bậc, từ 95 lên 93. Tính trong bình diện châu Á, đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc, từ 16 lên 15. Như vậy, thầy trò ông Truce chắc chắn sẽ có mặt trong nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây sẽ là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam khi tránh được nhiều đối thủ nặng ký như Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan và Ba Đanh. Trong khi đó, những đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indo, Malaysia, Philippines dự kiến sẽ chỉ nằm ở nhóm hạt giống thứ 3 và thứ 4. Khi ông Truce công bố đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam đối đầu với Syria trong trận giao hữu trên sân Thiên Trường, người hâm mộ đã cho thấy sự thú vị. Đầu tiên là sự trở lại của Phan Thanh ở nơi cánh phải và Công Phượng trong vị trí tiền đạo trái. Văn Thanh đã chạy cánh ở bên phải nhưng thường xuyên di chuyển 1/3 giữa sân. Công Phượng cũng đã gây ấn tượng với khả năng xử lý và đi bóng táo bạo. Tài năng trẻ Tuấn Tài được bố trí đá trung vệ lệch trái từ đầu thay cho Thanh Bình cũng chơi khá tốt, nhưng bất ngờ là Thái Sơn, tiền vệ U22 Việt Nam đã được ông Truce xếp đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Chàng trai nhỏ nhắn khi thấy chỗ đàn anh Hoàng Đức đã chơi tự tin không ngờ, hoàn thành tốt vai trò phối hợp bóng của mình, không ngại va chạm. Tiền vệ sinh năm 2003 tự tin cầm bóng phối hợp với đồng đội, thoát pressing bên cạnh Tuấn Anh và có những đường chuyền bóng lên phía trên. Ở tuyến dưới, thủ môn Văn Lâm và hậu vệ Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu tiếp tục được tin dùng, bất chấp họ chơi không tốt trong trận gặp Hồng Kông. Nhận được niềm tin từ thuyền trưởng, các cầu thủ đã tạo nên sự chắc chắn. Trong hiệp 1, dù không ghi bàn nhưng các học trò của ông Truce đã tấn công thoát nhanh. Các pha phối hợp mạch lạc đã nhận được các tràng pháo tay của người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam không chỉ giành được chiến thắng mà chơi hoàn toàn trên cơ so với Syria, hơn mình 50 bậc trên bảng xếp hạng. Sự táo bạo của các cầu thủ trẻ như là Thái Sơn đã tạo nên sự hưng phấn cho đội tuyển. Cũng phải nói thêm, đội tuyển Việt Nam đã có những sự điều chỉnh quan trọng. Ở hai trung vệ đều có chân thuận lợi hướng theo biên của mình. Điều này khiến cho những đường tấn công lên bóng được đều đặn hơn. Những đường tạt biên vào trong thì cũng không có bóng bổng mà được ông Truce điều chỉnh thành những đường căng ngang tạo nên sự nguy hiểm. Đặc biệt trong hiệp 2, những pha thoát xuống đáy biên và chuyền ngược phía sau tận dụng một cách tốt hơn. Cách Tuấn Hải xuất chéo mở tỷ số chính là điều phù thủy trắng mong chờ khi mà những mũi tấn công băng lên đón bóng và ra đòn khi có cơ hội sắt rìa khu vực cấm. Về trận đấu ngày hôm qua, ông Truce khẳng định các trận đấu vừa qua chỉ là thử nghiệm và việc đội tuyển Việt Nam chưa vận hành trơn tru lối chơi là điều bình thường. Với đội tuyển Việt Nam, mục tiêu nào cũng là chiến thắng, nhưng ngoài đợt tập trung này chúng tôi còn có mục tiêu khác. Đó là xây dựng, hoàn thiện đấu pháp cũng như là lối chơi. 10 ngày vừa qua, ban huấn luyện và các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực khi mà đáp ứng được yêu cầu mà tôi đưa ra. Do thời gian tập trung ngắn, đó là điều bình thường. Vì là yêu cầu của tôi khác biệt so với trước đây. Tôi cũng có áp lực, nhưng đó là áp lực do bản thân tôi tạo ra. Hy vọng đội sẽ thực hiện tốt, ông Truce chia sẻ. Ông khẳng định, tôi nghĩ từ giờ đến trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup, chúng ta cần thời gian để cho các cầu thủ hấp thụ được những gì mà tôi yêu cầu. Ngoài ra, tôi muốn khi trở về câu lạc bộ, họ sẽ thường xuyên được đá V-League. Mùa giải hiện tại thì hết cuối tháng 8 rồi đến tháng 10 thì mùa giải 2023-2024 mới bắt đầu, trong khi đó vòng loại World Cup sẽ bắt đầu tháng 11. Trước khi bước vào các trận đấu chính thức thì tôi mong chờ các cầu thủ sẽ có khoảng 4 đến 5 trận ở câu lạc bộ, các cầu thủ duy trì được việc thi đấu. Dù rằng việc tập luyện đã tốt rồi, tôi sẽ theo dõi màn thể hiện của họ ở câu lạc bộ, trao đổi và thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với câu lạc bộ để theo dõi tình trạng cầu thủ. Từ những đợt tập trung theo, tôi sẽ sàng lọc một cách hợp lý nhất. Mục tiêu của tôi là trao cơ hội và thử nghiệm. Hôm nay tôi có 5 cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình, sau này tôi mong họ sẽ có thêm sự tự tin. Nhà cầm quân người Pháp cũng dành lời khen ngợi cho các học trò. Mọi cầu thủ trong trận đấu này đều đã thể hiện tối đa. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam vốn đề cao tính kết nối tập thể, nhưng không ấy thế mà các cá nhân không tốt. Đặc biệt là các cá nhân có tốt thì mới kết nối được. Mọi cầu thủ đặc biệt đã được tung vào sân trong hiệp 2 và đáp ứng yêu cầu của tôi. Ông ca ngợi tiền đạo Văn Toàn.
Với trường hợp Bùi Văn Toàn, khi cậu ấy trở về từ ngày 12 tháng 6, mọi buổi tập và hoạt động của đội tuyển Việt Nam, cậu ấy đều chủ động và kỷ luật. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tung Văn Toàn vào sân trong hiệp 2, đá trong vai trò là chạy cánh phải, đó là giải pháp giúp đội tuyển Việt Nam giàu thêm sức tấn công. Dù vậy, sau đó ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh nên Văn Toàn đã vào sân ban đầu đá tiền vệ tấn công lệch trái, sau đó là đá lệch phải. Cậu ấy đã chơi tròn vai với yêu cầu của ban huấn luyện đề ra. Trong khi đó, huấn luyện viên lừng danh của đội tuyển Syria cũng đã phát biểu sau cuộc họp báo: "Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt và giành chiến thắng. Chúng tôi đã thi đấu dưới áp lực của khán giả Việt Nam. Khán giả cổ vũ rất cuồng nhiệt cho đội tuyển Việt Nam nên Syria gặp không ít khó khăn. Chúng tôi đã nhập cuộc một cách không hề dễ dàng bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó có yếu tố thời tiết, độ ẩm ở Việt Nam khá cao, nhưng lý do chính là đối thủ của chúng ta đã chơi quá tốt." Ông nhấn mạnh: "Tôi được biết huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thì huấn luyện cả đội tuyển U23. Ông ấy đã đề ra chiến thuật tốt và đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt. Chúng tôi khó thu hồi bóng. Các cầu thủ đã vận hành một cách trơn tru lối chơi mà huấn luyện viên yêu cầu. Ông đấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng dù thất bại ở trận này thì tôi vẫn đánh giá cao Syria đã chơi tốt trong trận gặp đội tuyển Thái Lan, Bahrain. Chúng ta sẽ trở lại trong đợt tập trung tháng 9 sau khi mà kết thúc FIFA Day tháng 6 với hai trận toàn thắng. Khi đó, ý đồ dấu ấn của ông Tuchel cho một triết lý kiểm soát bóng tấn công của Việt Nam sẽ ngày càng rõ nét hơn."